Again, congratulations to all of you who received the sacrament confirmation today. It's very special day for you. Thứ hai là con xin cảm ơn, em xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã giáo dục cũng như nâng đỡ các em thêm sức trong 1-2 năm qua. Đó là một sự công lao rất lớn mà Chúa Giêsu đã bảo hôm nay các con là tông đồ của thầy. Anh chị có thể không giúp được miếng ăn cho các em, nhưng anh chị đã nuôi giúp được các em miếng ăn tinh thần đã rất quan trọng trong đời sống Kitô giáo. Và cũng như các em xin cảm ơn bố mẹ của các em đã luôn luôn nâng đỡ hướng dẫn các em để rồi các em trở thành những người Kitô giáo tốt đẹp hôm nay. Thank you for everyone today. So be safe and keep health. The Lord be with you all. And with your spirit. May Almighty God bless you and your families always. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thánh lễ đã xong. Chúc anh chị em lên đường bình an.